Hello, hello, xin chào các bạn. Trước mắt các bạn đây là hai cây bông trang cẩm thạch. Mình đã để vào thùng và chuẩn bị đóng cái thùng này lại để giao cho đây hai cây cẩm thạch để giao cho vị khách ở Tiền Giang. Đây là hai cây cẩm thạch mình giao cho vị khách ở Tiền Giang. Còn phía bên đây là một cây cẩm thạch mình giao cho một vị khách ở ở đâu đây để mình lật ra xem, ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Thì hai cây cẩm thạch bên đây ở Tiền Giang, hai cây cẩm thạch bên đây thì ở quận 10. Các bạn xem để mình dựng đứng lên cho nhìn thấy cho nó đẹp cho các bạn xem. Đó. Rất là đẹp luôn các bạn ơi. Các bạn có xem video của mình thì hãy để lại comment cho mình biết. Và ai có nhu cầu muốn sở hữu một cây trang cẩm thạch thì hãy cũng comment bên dưới giúp mình. Và mình sẽ liên hệ lại. Mình xin kết thúc video ở đây. Mến chúc tất cả các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần, ngày thứ bảy thật là vui vẻ, ấm áp bên người thân và gia đình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Bye bye!